cách duy nhất là cả hai phải cùng tìm được một tiếng nói chung đó là không có compromise không có compromise tức là không có chịu đựng nhau mà phải đưa ra một cái hướng giải quyết Trời ơi em hiện tại đang có quen anh Tây Em thấy tụi em khác nhau về văn hóa Cách ăn uống lối sống cá nhân làm sao Để yêu và cưới chồng Tây Mà không xung đột hôn nhân à Chị có thể nào cho em xin ít kim kinh nghiệm Lựa chồng Tây sang xịn mịn được không Trời ơi hát tụi bay đặt câu hỏi mà sang xịn mịn Nghe thấy ghê quá Rồi cái ghé xếp vô Trời sao dạo này tụi bay thích hỏi về chồng Tây quá vậy Tự nhiên sao bên đây thèm Bú ngoại quá vậy xuống xính ngoại vậy mấy đứa Trời 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 Chị cũng đã gặp chị cũng đã từng gặp một cái vấn đề như vậy khi mà chị mới chuyển qua Singapore và kết hôn với chồng cũ của chị. Đó là chị bị một cái đó là văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, tư duy khác biệt và sự hiểu biết khác biệt cho nên nó dẫn đến rất là nhiều mâu thuẫn mà mình không thể nào mà giải quyết được. Nó đến từ reality box hay còn gọi là cái thực tế khi mà bạn lớn lên khi bạn lớn lên bạn trải qua cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ tiếp xúc với nhau như thế nào ok nó khác nhau ví dụ à, những cái người bạn của chị thậm chí thậm chí chị, chị không nói bạn trai cũ không nói chồng cũ của chị thì chị nói thậm chí cái người đàn ông bây giờ chị quen ảnh kể với chị là ảnh lớn lên trong cái thời chiến tranh chị chưa bao giờ đẻ ra trong thời chiến tranh hết mà chiến tranh ở đất nước của ảnh và anh nói ảnh từng khiên sát người trên tay mà chạy ở trong chiến trường á và ảnh còn bị ám ảnh bởi nhiều cái trong chiến tranh chị nghe đó chị chị không thế nào hiểu được tụi em hiểu không tại vì mình không đã ở thời chiến tranh ok cho nên là mình chỉ có thể nghe nhưng mà mình sẽ không bao giờ hiểu được cái nỗi đau mà họ chịu được trong cái thời kỳ đó thì cũng tương tự như vậy với chị lúc mà chị chia sẻ với dòng cũ của chị những cái điều mà chị bị hồi nhỏ hay là chị lớn lên chị khổ anh nghe nhưng mà anh không bao giờ hiểu được hết tại vì anh lớn lên ở một đất nước là giàu nhất thế giới người ta lớn lên từ nhỏ lớn chính phủ lo trường học chính phủ lo đi học tiền học chính phủ lo ở nhà cơm bưng nước rót ba mẹ hầu hạ có chứ giúp việc nghĩa là họ không bao giờ hiểu được cái nỗi khổ của một đứa con gái mà phải độc lập tự lớn lên và tự hình thành để tự phát triển là như thế nào ok chị trao tụi em ví dụ như vậy đem hiểu hai đứa không đấy cho nên những cái đứa trẻ mà tụi em thấy người ta ở ngoài đường và tụi em hay gọi tụi nó là đầu đường xó chợ tụi em hay dùng cái từ đối với những cái bạn đó tụi em sẽ không bao giờ hiểu được cái nỗi đau họ phải chịu chịu hết tụi em không hiểu nhưng chị ngay hiểu tại vì chị nhi đã từng như vậy rồi nên chị nhi hiểu tụi em không thấy hiểu được làm sao mà họ lại có thể sống sót được như vậy tại sao họ chịu đựng như vậy tại sao họ ăn khổ như vậy tại sao họ trở thành những người cọc cằn rồi khó tính rồi quạo rồi sẵn sàng làm những cái chuyện nguy hiểm như vậy bởi vì họ cái môi trường lớn lên của họ khác nhau nó dẫn đến là cái tư duy khác nhau chị như nói ví dụ lớp chị như mới qua chị như còn rất là ngây thơ chị như cứ quyết liệt là phải đi làm liền nhưng mà em biết ở bên sinh á em không có cái thẻ hay còn gọi là không có cái bằng không có cái thẻ mà chính phủ cấp em không được đi làm gì hết ok em mà đi là em phạm pháp và em có thể bị trục xuất khỏi nước và lúc đó dù cho chồng cũ của chị có giải thích mấy đi chăng nữa thì chị vẫn không hiểu và chị cố chấp và chị đi học tất nhiên là lúc đó chị không đi làm nhưng tụi chị đã cãi nhau rất nhiều vì chị tưởng là ảnh không muốn chị đi làm nhưng mà không phải ảnh sợ chị bị trục xuất về nước nếu như mà ai đó biết được là chị đi làm rồi chị kể cho em nghe cái chuyện khác ở sinh nữa ví dụ như chị rất là thích cây, tụi em nhìn thấy mấy cái cây này đúng không? Nhưng mà nó đều là cây giả hết, ok? Chị không có được để cây thiệt trong nhà. Ở bên sinh á, em mà để cây xanh trong nhà, em phải bảo đảm là không bao giờ uống nước và động nước, tại vì nó nó có một cái à, gọi là chính phủ nó có một cái hiệp hội gọi là hiệp hội kiểm tra con trùng á nó có thể đi vô bất cứ nhà nào và nó thấy thậm chí nước ở Việt Nam mình là hay giặt đồ xong rồi để một cái thau nước đúng không đi ị cái lấy cái thau nước đó dội để tiết kiệm nước phải không ở sinh em không được để một cái chậu nước một cái tô nước như vậy trong nhà luôn ví dụ như trong nhà của chị là tới 7 giờ tối là không có một cái tô hay cái chén hay một cái vựa hay một cái thau nước hay một cái xô nước không được để luôn không được để nước tồn động để không có mũi đẻ và khi không có mũi đẻ thì đất nước, nước Singapore nó mới sạch như vậy là nó không có bị uh, sốt xuất huyết nó không có bị mũi Ok là bởi vì nó có luật hết đó em tụi em sẽ hỏi chị Nhi nếu như mà mình để thì sao khỏe ra à em nó đưa cho cái giấy phạt 200 đô Ok lần tới nó đưa 500 đô Ok lần tới nó đưa cho ngàn đô cho mày đóng chết mẹ mày luôn cho đến, nó đóng phạt cho đến khi nó không cho nhà mày trồng cây nó luôn tức là vẫn có người trồng cây nhưng mà họ rất kỹ họ kỹ tới độ mà hả không có chính phủ sinh phải phải bảo vệ cái đó luôn rồi thậm chí động vật ở singapore em muốn nuôi một con chó diện tích nhà của em phải bao nhiêu rồi con chó của em không được sủa làm sao để không ồn đến hàng xóm nữa rồi em phải là nhà mặt đất tức là nhà ở dưới đất đó, em mới được nuôi chó rồi chó của em phải là chó bự hay chó nhỏ rồi em có chăm sóc nó hay không nếu hàng xóm mà kêu police tới nói là em bạo hành động vật em cũng bị đi tù để cho nên ở Singapore nó có rất là nhiều luật mà lúc chị mới đến chị không có hiểu về văn hóa của nó mình kiểu như người Việt Nam á, hiểu không mình vẫn còn hay lúa với mình vẫn còn kiểu như là uh, thích làm kiểu gì đó làm á thì thì mình ăn ăn chửi thôi và lúc đó là khi mâu thuẫn xảy ra hai vợ chồng cãi lộn cũng như là chị thì rất là thích đồ ăn tươi sống nhưng ở xin cái gì cũng đông lạnh hết lúc đó cũng cãi lộn bởi vì chị không có ăn được và chị muốn đi về Việt Nam ăn và chồng chị nói là rất là tốn tiền cứ bay đi bay về mâu thuẫn cũng xảy ra và vân vân và rất nhiều thứ khác đó em hỏi chị kể không thiếu cái quần gì để kể là khi kết hôn với một người nước ngoài những cái mâu thuẫn nó xảy ra nhiều như thế nào cái cách để mà giải quyết cái điều đó là như thế nào chị nghĩ cách duy nhất cách duy nhất là cả hai phải cùng tìm được một tiếng nói chung như cái lần trước chị nói đó, đó là không có compromise, không có compromise tức là không có chịu đựng nhau mà phải đưa ra một cái hướng giải quyết, cái okay? phải phải nuôi phải đưa ra một cái hướng giải quyết, tại vì tụi em phải hiểu là khi mà chị quen khi mà chị quen người mới bây giờ chị mới nhận ra được cái việc chữa lành và hạ cái tôi xuống và ngồi xuống để bảo vệ cái mối quan hệ đó một cách tiếp tục, dù là người nước ngoài hay người Việt Nam cũng vậy cần có một cái câu chuyện cũng cần có một cái tiếng nói chung ở giữa chứ còn cái văn hóa hay là cái khác biệt về tư duy là cái mà chúng ta không thể xóa bỏ được cái đó là cái mà mình lớn lên khác biệt giờ mình phải tìm cái tiếng nói chung để mình tiếp tục duy trì <laughs> chị nhìn thấy có những người khác uh, những người bạn của chị cũng kết hôn là khác quốc tịch khác cái gọi là mấy ví dụ như chị vân bạn vậy của vậy chị vân cũng kết hôn với anh mặt tin cũng là hai quốc tịch khác nhau nhưng mà họ cũng có cái tiếng nói chung họ cũng có cái, cái cái chung đó là họ gia đình họ rất là gia đình ok hai người đều muốn con cái được học những cái điều tốt nhất rồi uh, kết nối lại với nhau uh, về cái mặt giáo dục tốt nhất để cho tốt cho con nhất họ chỉ tập trung ở đó thôi rồi ví dụ như bây giờ chị hẹn hò hay chị đi với đàn ông khác chẳng hạn thì chị cũng ngồi xuống để chị học về cái văn hóa ví dụ như khi mà người ta ăn đồ ăn của chị thì chị cũng phải ăn lại đồ ăn của người ta chứ chị không thế nào mà bắt người ta ăn đồ ăn của chị một trăm phần trăm được rồi khi mà chị đi ăn đồ ăn của người ta thì người ta cũng cũng phải trân trọng lại đồ ăn của chị người ta cũng phải hiểu văn hóa của chị người ta cũng phải tôn trọng văn hóa của chị cũng như cái cách chị tôn trọng văn hóa của họ vậy thôi tại vì mỗi người nó có một cái upbringing có nghĩa là người ta đem em nuôi em lớn lên như thế nào cái okay? đó là hai cái hoàn toàn khác biệt được chưa Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái không mô tả này nè Tham gia như Lê Foundation nè Tham gia như Lê Team nè à, Đó, donate cũng vô đó luôn Ai mà muốn donate từ Cái donate này là vô từ thiện đó ngay Chứ không phải vô Nhi Lê nha à. Đừng tưởng vô Nhi Lê nha à. Rồi, ai mà muốn học cá nhân với Nhi Đường link cũng ở dưới luôn Được chưa? Học cá nhân nghe không? Hiểu không? Cá nhân không? Là học một một á cái đó có tính tiền nghe không? Không có cho không, cho không ở đây nè, cho không ở đây coi hết đi. Được chưa? rồi cái thôi ba mọi người gặp lại mọi người trong những cái like kế tiếp của nhi